Hey, xin chào các bạn, mình là Hưng Khúc Đây là iMac 5K 27 inch của ThinkView. Ban đầu ThinkView định mua iMac về để cho anh em editor làm việc đồng bộ về màu sắc, cũng như là chuyển file qua lại dễ dàng hơn thông qua AirDrop của macOS. Nhưng mà ai ngờ rằng, sau vào khoảng là nửa năm sử dụng thì mình mới chợt nhận ra rằng iMac nó có những trải nghiệm mà rất ít những sản phẩm công nghệ nào khác trên thị trường hiện nay có được. Và chính nhờ vậy mà trải nghiệm làm việc trên iMac nó là rất sướng và rất đã Và anh em editor, designer hay là những bạn nào làm những công việc multimedia nói chung Hay là cả kể các bạn làm văn phòng thì mình nghĩ rằng các bạn sẽ rất nên tập trung vào video ngày hôm nay đấy Và chính bởi vì những cái chiếc iMac như này nó có những cái trải nghiệm mà không có một sản phẩm nào khác trên thị trường này nay có được Vì vậy thì mức giá của nó rất là cao lên đến là trên 50 triệu đồng tại Còn Thin Pro và để check giá tốt nhất thì link mình sẽ để dưới phần mô tả của video nhé. Cứ đầu tiên về chiếc iMac này mà gần như là không có một sản phẩm nào khác trên thị trường này sở hữu đó chính là màn hình 5K 10 bit màu. Hiện nay thì ở Việt Nam bới lông tìm vết ra thì các bạn sẽ tìm thấy chiếc màn hình LG UltraFine là cũng có những thông số tương tự ví dụ như là 5K 27 inch và 10 bit màu, thực ra là 8 bit cộng FRC đấy. À, đấy, ấy thế mà chiếc màn hình LG đó Nó có một thiết kế vẫn còn khá là thô Mà giá của chiếc màn hình LG Ultra đó Nó cũng lên đến là 26-27 triệu đồng rồi đâu Bằng nửa chiếc iMac này Trong khi đó thì iMac nó không chỉ đơn giản là Các bạn có một chiếc màn hình Mà nó còn cả cấu hình bên trong Nó có đầy đủ mọi thứ từ màn hình Cấu hình, hệ điều hành, bàn phím Và chuột cũng như là cả Mac OS nữa Như vậy thì có thể thấy rằng Mức giá của chiếc iMac này Nó cũng không phải là quá đắt đúng không Ok nói kỹ hơn về chất lượng hiển thị của màn hình thì nó cực kỳ sắc nét nó sắc nét hơn cả những màn hình ultra sharp 4k 27 inch của Dell màu sắc của nó cũng hơn nữa sự khác biệt của nó là rất ít thôi nhưng mà mình tin rằng nếu như các bạn làm việc liên tục 8 tiếng một ngày trong một tuần là các bạn có thể cảm nhận được thấy điều này một cách rất là dễ dàng ngoài ra thì đây là màn hình 10 bit màu mình cũng không chắc đây là màn hình 10 bit màu thật hay là 8 bit cộng FRC nữa Nhưng mà cả kể nó là 8 bit cộng FRC đi nữa thì chất lượng hiển thị của nó cũng là rất tốt Độ bao phủ màu của chiếc iMac 5K này gần như là đạt tuyệt đối ở cả 3 giải màu sRGB, Adobe RGB và DCP3 Và chất lượng hiển thị của nó thì vượt một khoảng xa so với những màn hình 8 bit thông thường Thậm chí nhá, nếu như các bạn đang sử dụng màn hình 10 bit màu thật Nhưng mà các bạn lại sử dụng dòng đồ họa của Nvidia GeForce Thì dòng đồ họa đó nó chỉ xuất được 8 bit màu mà thôi trong khi đó thì Apple lại sử dụng dòng card đồ họa của AMD xuất được 10 bit màu, vì vậy thì màu sắc hiển thị của nó nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ đầy đủ hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì một vài những chi tiết nhỏ về chiếc iMac này, nhỏ nhưng mà nó lại đem đến cho chúng ta những trải nghiệm sử dụng là rất sướng. Đó chính là đây là một chiếc iMac, nó là một chiếc PC all-in-one đầy đủ mọi thứ từ bàn phím, chuột. Vì vậy thì trong một vài những trường hợp nó có những trải nghiệm là rất sướng, ví dụ như là tăng giảm âm lượng. Các bạn có thể dễ dàng điều chỉnh trên bàn phím này mà các bạn sẽ không cần phải bới móc những cái nút ở trên màn hình thông thường rồi mỏ mẫm rất là nhiều những cái setting ở bên trong nữa, rất là phiền đúng không? Đấy là còn chưa kể rất là nhiều những màn hình những cái nút ở tích hợp với nó bấm rất là khó. Rồi nữa, các bạn tăng giảm độ sáng màn hình. Đây, các bạn cũng chỉ cần bấm ở trên bàn phím mà thôi. Mọi trải nghiệm nó rất là đơn giản và dễ dàng, nó như là một chiếc laptop vậy mà bàn phím Magic Keyboard và chuột Magic Mouse lại là đồ không dây nữa, thế nên thì không gian làm việc của anh em sẽ rất là gọn. Chứ màn hình thông thường thì anh em sẽ phải đi dây cho HDMI này, cho nguồn này con nào có hỗ trợ USB là lại phải đi dây cho USB nữa hơi lằng nhằng và nếu như các bạn làm designer, editor chuyên nghiệp thì đây là một sản phẩm rất đáng và mình tin rằng các bạn sẽ rất khó để có thể tìm thấy những sản phẩm tương tự trên thị trường hoặc là chỉ đơn giản các bạn làm văn phòng thì cũng có những option cấu hình thấp hơn để phù hợp cho nhu cầu văn phòng khi đó thì không gian làm việc của bạn sẽ rất là gọn gàng và có nhiều cảm hứng hơn mà nhắc đến cấu hình thì đây là một yếu tố rất là đáng để nói về chiếc iMac này thông thường khi các bạn sử dụng đồ của Apple các bạn rất ít khi quan tâm đến hiệu năng Nó như kiểu là các bạn sử dụng iPhone hay là sử dụng Google Pixel vậy Các bạn không quan tâm là những chiếc máy đó chạy chip gì Chạy RAM bao nhiêu Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng hoạt động quá tối ưu rồi Vì vậy thì cấu hình, những con số về cấu hình Nó không còn quá là quan trọng nữa Và ngay cả chiếc iMac chạy Mac OS này nó cũng như vậy nó cũng được tối ưu rất là tốt và nó cũng có rất là nhiều những phần mềm tối ưu ví dụ như là Final Cut hay là Motion cộng thêm với cấu hình mạnh mẽ nữa thì edit video 4K cho anh em xem cảm thấy thuận buồm xuôi gió hơn khá là nhiều đấy kỹ hơn một chút nữa về hiệu năng đi trước đây thì ThinkView sử dụng CPU Core i5-9600K và card AMD Radeon 580X thì lúc đó edit video khá là mượt nhưng mà khi nào project dày lên import file nhiều hơn thì nó lại có hiện tượng lag lác, lác nhiều đặc biệt là project nào sử dụng cả animation nữa thì CPU Core i5-9600K nó vẫn chưa được mượt mà lắm Thế là chúng mình đã tháo hẳn ra để lắp CPU Core i9-9900K vào Hôm đó thì mình cũng đã có chia sẻ với cả anh em trong group Thinh Viên Friends rồi đấy Định quay lại video nhưng mà con này tháo lắp ra phức tạp quá Mất 2 ngày mới xong thế nên thì cũng không quay video cho anh em được. Cũng may là khi lắp i9 vào thì nó đã hoạt động bình thường và hiệu năng của nó đã rất là mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Đặc biệt là khi chúng mình làm những hiệu ứng motion nó ăn CPU nhiều hơn và khi đó thì i9 nó đã thể hiện rõ được sức mạnh của mình. Trong suốt quá trình làm việc thì iMac nó cũng không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào. Đây là một điểm cộng rất là lớn nếu như so sánh với một bộ case PC thông thường. Ok, từ nãy đến giờ thì mình đã chia sẻ với các bạn rất là nhiều những cái điểm của chiếc iMac này Mà gần như là các bạn sẽ không thể tìm thấy được trên những cái sản phẩm nào khác trên thị trường Ví dụ như là màn hình 5K 27 inch 10 bit màu Rồi hiệu năng rất là tối ưu Chạy Mac OS Trước cái việc đây là một chiếc PC in One có một thiết kế sở hữu tính thẩm mỹ cực kỳ cao Đây là một sản phẩm công nghệ Nhưng mà nó không chỉ đơn thuần là một sản phẩm công nghệ vô tri vô giác mà nó còn có khả năng truyền cảm hứng cho không gian làm việc của bạn nữa. À, ngoài ra thì nó còn có bàn phím và chuột cho trải nghiệm cũng rất là tốt. À, con chuột này thì uh, tùy nhá, Như bản thân mình thì mình sẽ bỏ nó sang một bên và mình thích sử dụng con Master 2S hơn. Trải nghiệm của nó với cả Mac OS cũng rất là tốt. Và chính bởi vì chiếc iMac 5K này nó có những thứ mà không có một sản phẩm nào khác có hoặc là nếu có thì mình không biết bởi vì nó quá là hiếm. Và chính bởi vì vậy thế nên thì mức giá của nó lên đến là 50 triệu hay là thậm chí 60 triệu cũng rất là đáng nếu như các bạn thực sự có nhu cầu và nếu như các bạn thực sự muốn đầu tư một số tiền lớn để phục vụ cho nhu cầu công việc của bạn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì như mình đã nói lúc nãy, không có một sản phẩm nào khác trên thị trường này có được những thứ này. Ok, các bạn nghĩ sao về chiếc iMac này? Video ngày hôm nay thì hầu như chỉ khen thôi đúng không? Nhưng mà mình không phải là ai fan đâu nhá. Đó chỉ là những trải nghiệm rất là thật của mình. Điện thoại thì mình sử dụng OnePlus này. Đấy, và các bạn nghĩ sao về iMac này? Hãy cùng comment ở phía bên dưới nhá Và nếu như các bạn muốn xem những bài review về OnePlus Thì hãy ghé qua kênh Earthphone Chuyên review smartphone của Thinh View nhá Link mình cũng sẽ để dưới phần mô tả của video Ok, và nếu như các bạn cảm thấy yêu thích video này Thì đừng quên subscribe channel để tiếp tục theo dõi những video mới nhất Trên channel Thinh View nhá và Bây giờ xin chào và hẹn lại